Rồi, nay nhà vườn Quốc Việt xin giới thiệu đến toàn thể anh em một cây tùng La Hán nha. Cây này lũa tự nhiên rất là đẹp rồi nha anh em. Thuần chậu rồi. Cây này thuần chậu nay khoảng 5 năm rồi. Rất là đẹp luôn, tuyệt vời. Em thấy cái lũa của nó đã kéo ra rất là mạnh luôn rồi. Đó, anh em thấy không? Rất là tự nhiên luôn, cực kỳ. Đây bắp cành đây, cỡ này là anh em biết nó to cỡ nào, cực kỳ đẹp nha nè. Bạn liên tục đó, tác phẩm cực kỳ luôn. Rồi nay nhà vườn xin giao lưu cùng tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc nha. Vườn kiển bonsai Quốc Việt, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại là 0987 85 3939 nha anh em. 0987 85 3939. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại anh em. Xin cảm ơn.